Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Ngô Phương KDX, kênh chia sẻ kinh nghiệm thực tế về sửa điện tử ha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách sửa là một cái bo mạch loa kéo nè các bạn. Đó. Thì hiện tượng của nó là khi mình mở là nó vẫn hiển thị bình thường nhưng mà nó không có hát ha. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm cái nguồn vô để mình kiểm tra xem coi nó hiển thị như thế nào nè. Đây. Đó, đèn báo có nè, giờ mở lên nè. Đây. Hiển thị có ha. Cắm USB vô. Không hát luôn nè. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra. Đây. Cái phần công suất nó nằm bên đây nè các bạn. Mình sẽ mở ra mình kiểm tra. Gỡ lấy cái mạch công suất lên nè. Đây. Con nhìn xem là thấy là nó bị mục chân như đây nè các bạn. Đó. Cái phần này nè, mục nè, phần này mục nè. Còn cái ở đây mắc con điện trở nè. Đó, những cái phần này nó mục nó mắc cũng hết rồi. Bây giờ mình sẽ tháo ra luôn. Đó, tháo nguồn này ra nè. Nó gồm có một cái bộ cầu diode nè các bạn. Hai con tụ lục nguồn nè. Đó. Đây. Cái này nó xài nguồn đơn ha, chứ không phải là nguồn đôi các bạn. Rồi, thì ở đây nó trống trải rồi, mình sẽ quan sát kỹ hơn. Đó, cho các bạn dễ nhìn xem hơn. Ở đây nè, nó bị mục nè. Đó. Tất cả các mối nối nè. Đó. Điện trở nè. Bây giờ mình sẽ vệ sinh cái mạch này cho sạch trước các bạn. Sau đó là mình sẽ kiểm tra rồi mình sửa ha. Đây các bạn. Sau khi mình đã đi vệ sinh nè, mình chùi rửa, mình sấy khô lại rồi nè. Thì cái mạch nó sạch sẽ lại các bạn. Để mình dễ sửa chữa ha. Thì ở trên đây mình kiểm tra mình thấy có đứt một cái con đèn trở nè, mất tiêu luôn. Rồi, những cái con điện trở bên đây là nó bị mục chân nè, nó mục chân tới nỗi mà nó sắp đứt luôn nữa các bạn. Đó này đứt luôn nè. Còn mấy cái mối nối này nó xét quá xét luôn nè, đứt luôn nè. Đó, thì sửa xong rồi thì mình sẽ kiểm tra mình gịch từ con lên vậy nè. Đó đứt nữa nè. Thì cái này á, nếu như ở nhà các bạn sửa mà không có đồ thay á, không có linh kiện để mình thay á, thì chỉ việc là mình tháo những cái con này ra rồi mình vệ sinh hai cái đầu của nó cho nó sạch lên đó các bạn. Mình cạo hai cái đầu cho nó sạch lên rồi mình hàn lại. Còn hàn hàn ở trên này không được nè, các bạn đem xuống dưới đây nè, mình hàn dưới đây nè. Đó, mình hàn dưới đây là bình thường ha, hàn được luôn ha, chỉ cần hai đầu nó đụng với nhau là được rồi, không thì mình nối dài ra. Rồi bây giờ mình sẽ tháo ra, mình tháo ra mình vệ sinh rồi mình thay những cái gì mà mình thấy trước mắt á, mình thay trước. Còn linh kiện điện trở á thì mình thay sau. Thì ở đây mấy cái rắc nè, nó đứt hết, bây giờ mình sẽ thay hết mấy cái rắc đó ha. Đó. Hút trống mấy chừng đó ra, rồi mình tìm dây đồng á, mình câu lại. Đây. Sau khi mình kiểm tra nè, rồi mình thay mấy cái rắc nè các bạn. Đó, thay những cái con linh kiện mà nó bị mục chân nè. Đó. Một trong này. Rồi thì sau khi đó là mình thay xong rồi mình mở lên á. Thì mình thử là nó không hát các bạn. Mình kiểm tra thì nó không nóng IC. Đó. Cho nên là mình đã thay con IC khác các bạn. Đó. Con IC này của nó nè. Đó thay xong rồi thì nó chạy ok các bạn. Con này là con TDA 7397 ha. Bây giờ cuối cùng thì mình chỉ việc là mình mở lên mình test thử. Ở đây thì mình sẽ dùng một cái rắc này các bạn để mình câu cái công tắc nè. Đó, cái công tắc các bạn câu lại, nối tắt lại. Đó. Sau khi các bạn nối tắt xong nè, mình sẽ câu loa vô ha. Thì ở trên đây nó có ghi nữa các bạn. Lo thì một bên là trép nè, một bên là bát nè. Đó, mình sẽ câu ở bên bát ha. Đó, bên bát nè, còn cái trép nè các bạn. Thì mình sẽ câu bên trép ha. Đây. Bát trép nè. Rồi, tiếp theo các bạn cắp cái nguồn cho nó các bạn. Mình sẽ cắp cái nguồn bằng nguồn của cái máy kích ha. Cộng nè. Đó, 12V hơn nè. Bạn cắp vào cái rắc này nè các bạn. Đó. Để mình test thử cái mạch công suất mình nó chạy ok chưa.
cộng nè, trừ nè. Rồi, ở đây là cái phần tiếp xúc giữa cái bo rệ trên xuống nè. Mình sẽ khều vô đây xem coi cái lo của mình nó có kêu hay không ha. Nè, kêu nè. Nè. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cấp tín hiệu vô các bạn. Gỡ kẹp ra, cấp tín hiệu vô. Mát nè. Thì ở trên đây nó có ghi hết các bạn. Mát là ở chân bìa bên đây nè. Rồi cái chân tín hiệu vào á nằm bên đây nè. Rồi bây giờ mình sẽ hàn dây mát vô. Đó. Tới dây tín hiệu nè. Mình sẽ hàn dây bìa bên đây. Đó. Tiếp theo kẹp vô rồi. Đó, xong mình sẽ mở cái nguồn lên nè, mở của cái máy MP3 mình lên. Đó. Rồi dàn lớn lên nè. Dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste and a waste, bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. Time to stay strong. Need to move on to be what I want. Rồi, ok ha. Sau khi mình kiểm tra thì bát chép nó ra đầy đủ các bạn. Bây giờ mình tiến hành mình lắp vô trong mạch để mình kiểm tra cái mạch rè của nó ha. Đó. Sau khi mình gắn xong vô, mình xem lại coi nó còn thiếu cái dây gì không. Nó còn thiếu có hai cái dây lo thôi. Đó, thì hai dây lo lát mình hàn rồi mà sao. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn vô, mình mở lên thử. Nè, tắt, mở lên nè. Đó. Giờ mở lên. Báo đèn của cái mạch gốc thẻ. Bây giờ mình sẽ cắm cái USB vô. Không nhận nè. Cổng USB nó cũng dơ hay trơn nữa mà. Nó cái mạch đọc thẻ nè. Cũ xì à. Nó bị bong tróc linh kiện lên luôn. Sau khi mình kiểm tra thì cái dây nguồn từ cái thằng này nè bạn, xuống đây nè, mất tiêu rồi. Rồi. Đứt cái phần chuyển rồi. Thì cái mạch đọc thẻ này mình cũng sẽ tháo ra, mình kiểm tra ha. Đó. Cái dây mà nó kết nối xuống đây nè, nó đứt rồi. Không thấy nằm đâu luôn. Đây nó nằm đây nè các bạn. Nằm đây thì đi xuống đây. Xuống đây thì ở đây nó có cái phần 5V nè, mát nè, mắc nhận nè. Để tiếp theo là hai cái chân này. Hai chân này là hai chân lên bàn phím nè. Rồi một chân là LED nè. Đó. Tín hiệu AUX còn các bạn. Bây giờ mình sẽ cắm tín hiệu AUX vô ha. Nè. Line in nè. Nhận nhỏ xuống. Đây, mình sẽ cắm vô. AUX vô thử cái nó hát không. Tại đây nó nổi AUX line nè. Rồi mở lên. Tiếp theo thì mình sẽ hàn cái lo vô các bạn. Đó, rồi dẫn lớn lên nè. Đó. Nút volume bass là bị hư nữa mà, dạng không có tác dụng luôn. Nút kép còn. Đó. Ok.
Rồi bây giờ chỉ việc là mình kiểm tra rồi mình hàn cái mạch này lại, vệ sinh cái mạch Bluetooth lại nè các bạn. Đấy, vệ sinh chùi rửa cho nó sạch sẽ lại. Rồi mình hàn cái dây phím lên đây. Đó, bây giờ mình sẽ vệ sinh dùng xăng các bạn chùi cho nó sạch cái mạch của mình. Sau khi mình vệ sinh xong cái mạch nó vậy nè các bạn. Đó. Rồi tiến hành kiểm tra tiếp cái phần đọc thẻ USB của mình nè. Cái ổ này thấy nó cũng cũ dữ lắm rồi, chắc là bình thường người ta không có xài. Tháo cục keo này ra để xem cộng trừ nó, để mình hàn cái dây qua ha. Đó các bạn, cộng trừ nè, thì trừ là nó dính chung với những cái phím này lại hết với nhau, còn cộng thì nó sẽ qua một cái con trở trên đây. Đó, trên đây mỗi một con vậy là có một con trở. Rồi bây giờ mình nó dò lên đây các bạn, thì ở trên cái phần mà nó kết nối với cái mạch phím này á thì nó sẽ có 5V nè, mát nè, IRF nè, có nghĩa là cái thằng mắc mắt nhận của remote á. À, tiếp theo á là phần phím, rồi cuối cùng là led. Led là nó đưa ra đèn báo cho cái mạch này. Mạch này nó có cái đèn báo riêng nữa. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái dây để mình hàn. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ lấy đồng hồ, mình đo xem mấy cái nút của mình nó còn hay không các bạn. Đây nè, mình sẽ kiểm tra nút này trước. Còn nè. Tới nút này. Nút này hư rồi. Nút này hư luôn. Nút này cũng hư luôn. Hư luôn. Nó còn cái nút mo này là xài được nữa các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hàn vô thử để mình kiểm tra cái nút mo đó là nó chuyển được đó, là mình thay mấy cái nút kia ha. Dây tím là cộng, còn dây xám là dây trừ nè. Đó, mình hàn vô chân số 2 nè các bạn. Ok. Xem trên này nó có ngã qua ngã lại bẻ ra. Rồi, bây giờ mình sẽ mở nguồn lên để mình bấm thử các bạn. Đó, bấm thử mo nè. Đó, qua Bluetooth được nè. Đó, rồi ok. Chỉ việc là mình thay những cái nút cốc mà trước này nè các bạn. Rồi, tiếp theo dặn lớn lên. Bấm mo lại nè.调频模式。Đó.音源输入。Đó.蓝牙模式。Rồi, ok ha. Có nghĩa là cái mạch của mình nó bình thường. Chỉ còn có ổ thẻ, mà cái ổ thẻ này chắc không có xài, chắc xài Bluetooth thôi. Giờ mở lên nữa mà.输入Bấm mò nè.蓝牙模式，调频模式，音源输入。Đó, ok. Bây giờ tìm cái USB cắm vô thử. Cắm thử ra hát không. Đó, được nữa các bạn. Thì vừa qua mình cũng đã chia sẻ với các bạn cách sửa lên một cái mạch loa kéo nè. Hiện tượng của nó là mở lên nó không có hát các bạn. Nếu như thấy video bổ ích thì các bạn bấm like, share và đăng ký kênh ha, để nhận được nhiều video mới hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.